Xin kính chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Viên Xe Cúp. Và đây, trước mắt của các bạn đang là một cục hơi đồ rim Thái hàng tháo xe nha, nguyên zin, rất là đẹp này, rất là đẹp, chưa đánh bóng, chưa cào, chưa rửa gì hết nha, vẫn còn nguyên, chưa tẩy xóa, chưa tẩy nhớt, tẩy nhiếc gì, chỉ có lau xăng qua thôi nha. Đây là một cục hơi Dream Thái rất đẹp, dành cho anh em gắn xe. Đây, rất là đẹp nha. Trong đây cam cò vẫn có sẵn trong đây, về anh em gắn thôi. Đây. Đó. Cục hơi. Cái đầu thì bao em cho anh em nha, không cần phải làm gì thêm. Đặc biệt cục hơi này là nguyên zin cốt không nha các bạn. Cục hơi này là nguyên zin cốt không. Này. Chưa sấy lòng nha. Chưa sấy lòng, hơi vẫn còn rất là mạnh. Lòng zin và trái zin luôn nha. Đây. Trái zin các bạn. Trái zin nha. Rất là đẹp, trái chưa bị chạy xước. Rồi. Ở đây có GN5 trái gì bạc gì nha các bạn. Đây. Đó. Và nên anh em cũng lưu ý là làm viên trái riêng và trái chưa bị mòn nha, hơi vẫn còn rất mạnh nha anh em, hơi vẫn còn rất mạnh, về gắn là xài luôn chứ không phải là mua về sấy lòng lên nữa thì thôi. Các bạn xài luôn cái cục của các bạn đi, với mua rồi sấy lòng nữa mua làm gì phải không các bạn. Đó. Đây là cục hơi Dream Thái nha. Cục này hiện giờ đời cuối đang là ET27. Đây. Còn một cục duy nhất ET27. Và mình cũng còn một cái đầu lẻ. Đây, còn một cái đầu lẻ, anh em nào cần cái đầu mà nó kêu á, anh em có nhu cầu mua cái đầu không thì có cái đầu luôn nha. Anh em nào muốn mua riêng cái phần hơi giá bích tông cũng có bán lẻ luôn nha, mình có bán lẻ luôn, mua nguyên cục là bán lẻ, nhưng mà tốt hết thì nên mua nguyên cục là nó đồng bộ ron riết rồi chưa mở full nặng. Thì khi chúng ta mua một cục đầu, chúng ta sẽ mua một cục đầu nguyên zin standard cốt không. Và cốt không có điều kiện là nó còn mạnh nha, chứ không phải cốt không là gọi là chạy nắc bét, chạy muốn hư cái lòng luôn rồi, nó muốn lên cốt 2 luôn rồi. Thì lúc đó thì cốt không nó không còn ý nghĩa nữa nha. Cốt không phải là hơi còn mạnh đó. Thì bên mình bán là bao hơi mạnh cho các bạn nha. Rồi, anh em nào có nhu cầu gắn cục đầu lòng Dream Thái này gắn cho xe, các bạn liên hệ số điện thoại phía trên màn hình giúp mình. Phương thức mua hàng thì những anh em ở khu vực Sài Gòn chúng ta qua trực tiếp bên shop để mua, còn ở những anh em ở xa thì qua làm chuyển khoản ra bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha các bạn, lưu ý nha, không ship code, chuyển tiền trước ship hàng sau. Anh em là có nhu cầu mua linh kiện phụ tùng riêng xe cúp CD Charlie Dream Thái hàng tháo xe nguyên zin cực đẹp, các bạn liên hệ số điện thoại phía trên màn hình, gọi trực tiếp hoặc nhắn thông tin trong Zalo, bên mình sẽ có hình ảnh sản phẩm cho các bạn nha. Ok, cảm ơn tất cả các bạn và đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kèm video phụ tùng riêng xe cúp hàng ngày.